Cô Khuê ôm mặt cục xuống bàn. Ngọc không biết nói gì để an ủi cô, chỉ biết nhẹ nhẹ vỗ lên vai người phụ nữ cô đơn tội nghiệp ấy. Thật lâu sau, cô Khuê ngẩng đầu lên nói với Ngọc: "Chị đã kể toàn bộ sự thật cho em nghe rồi đó. Trong cái chết của Thuận, ít nhiều chị cũng là người có lỗi. Có lẽ mãi tới khi chết đi rồi, Thuận vẫn oán chị, em mới muốn trả thù như em nói." Ngọc khẽ liếc nhìn lên màn hình tivi. Giờ đây những hình ảnh đó đã không còn. Cô hỏi cô Khuê: "Chị có bao giờ nhìn thấy đoạn phim lúc nãy không?" "Đoạn phim lúc nãy là gì? Chị đâu có nhìn thấy." Cô Khuê ngơ ngác: "Em quên, lúc nãy chỉ có mình em nhìn thấy thôi." Ngọc nhớ ra: "Em đã thấy gì?" Cô Khuê tò mò: "Em thấy một người thanh niên đi ra bờ biển và chìm mình xuống." Nghe Ngọc nói như vậy, cô Khuê càng xanh mặt hơn. "Trời, vậy là thật sự có ma sao? Tới lúc này rồi mà chị vẫn chưa tin những gì em nói mấy hôm nay là sự thật hay sao? Hay là chị vẫn nghĩ rằng em là một người lừa gạt, tiếp cận chị, nói với chị những chuyện đó để nhằm một ý đồ đen tối nào hay sao?" Ngọc nhìn thẳng vào cô Khuê. Cô Khuê bối rối ngó đi một chỗ khác, nhưng chỉ một lát sau cô lại nhìn Ngọc rồi nói: "Em đừng buồn. Thật sự lúc vừa rồi chị chưa tin lắm vào những điều em nói. Khi em đến đây lần đầu, chị không có cảm tình và nghĩ chắc chắn rằng em đang thực hiện một âm mưu gì đấy mà chị không có biết được. Chị đã âm thầm điều tra. Khi biết được thân thế và gia đình của em, chị có phần nào yên tâm, nhưng vẫn chưa hết nghi ngờ. Giữa cái thời buổi công nghiệp này, nói chuyện ma quỷ ra ít có người chấp nhận được." Ngọc bật cười trước những lời nói thẳng thắn của cô Khuê. "Chị nói đúng. Ngay cả chồng em cũng vậy. Trước đây anh ấy không có chịu tin. Sống với nhau một thời gian dài, anh mới tin được những gì em nói. Nhưng mà thật ra chị đã từng một lần trông thấy đoạn phim đó." Cô Khuê đột ngột lên tiếng: "Chị trông thấy ở đâu?" Ngọc hỏi lại. Cô Khuê buồn bã nói: "Câu chuyện có nhiều tình tiết. Lúc nãy chị kể với em về khía cạnh riêng của chị và Thuận thôi. Bên cạnh đó, Thuận lại được một cô gái đem lòng yêu thương. Nếu không có chị, có thể hai người ấy đã hạnh phúc bên nhau. Cô gái ấy rất yêu Thuận, và ban đầu Thuận cũng thường xuyên lui tới trò chuyện với cô ấy. Từ lúc có tình cảm với chị, Thuận chỉ còn biết mỗi mình chị mà thôi, mặc dù chị luôn tỏ ra thờ ơ lãnh đạm với cậu ấy. Sau khi Thuận mất rồi, cô gái ấy đã tìm đến đây, mắng cho chị một trận và cho chị xem đoạn phim trên. Đoạn phim đó được quay bằng chính điện thoại của Thuận, nhưng mà ai là người quay thì cho đến nay vẫn không biết. Cô gái đó nhặt được trên bãi biển chỗ Thuận tự sát. Cô gái ấy hiện giờ ở đâu chị có biết không?" Ngọc hỏi. Cô Khuê lắc đầu: "Chị không biết chính xác, nhưng mà chị nhớ có lần chị nghe Thuận kể cô ấy ở chung cư 203 trên đường Phạm Văn Đồng." Ngọc gật đầu: "Thôi được rồi, em sẽ tìm gặp cô ấy sau. Em không biết tại sao trong trường hợp này em lại quan tâm một cách đặc biệt như vậy, và em sẽ cố gắng làm rõ mọi chuyện. Trước đây thường là các hồn ma chủ động tìm tới em, nhưng mà lần này em đã cố gắng rất nhiều mà vẫn không tiếp cận được với hồn ma của Thuận. Cậu ấy cố tình né tránh. Chị không nghĩ Thuận có ý hãm hại chị đâu, nên nếu em bỏ cuộc cũng không có sao." Cô Khuê băn khoăn. Ngọc cương quyết. Cô vừa đứng lên chào giã tử vừa nói: "Không, em nhất định phải làm rõ vụ này, để xem hồn ma của Thuận muốn gì nơi chị. Thôi em chào chị, em về. Hôm khác em sẽ tới." "Ừ, em về nhé." Cô Khuê tiễn Ngọc ra cửa rồi quay vào nhà với nỗi niềm u uất không phai. Trên các bức tường nhà cô treo đầy tranh, mà toàn là tranh vẽ của Thuận. Ngày ngày cô đều nhìn ngắm chúng và thấy nhớ Thuận đến quặn lòng. "Thuận ơi, nếu em thực sự là hồn ma luôn đeo bám cô, thì em phải hiểu được lòng của cô chứ." Cô Khuê lầm rầm nói chuyện một mình mà tưởng như mình đang tâm sự cùng Thuận. Sau lần thất bại trong tình yêu, cô Khuê đã đóng chặt lòng mình lại. Mãi cho tới khi Thuận xuất hiện, Thuận đã khơi dậy trong lòng cô yêu thương, những khao khát. Rất nhiều lần cô Khuê muốn được ngã vào vòng tay của Thuận, nhưng cô lại gượng. Cô không muốn mình một lần nữa lại bị tổn thương. Cô nghi ngại tình yêu đó, bởi vì cô lớn hơn Thuận gần 10 tuổi. Cô lại không phải là người có nhan sắc nổi bật. Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường. Thế thì tại sao Thuận lại yêu cô? Gia tài ư? Không, hơn ai hết, Thuận biết rõ cô không có tài sản, Thuận biết bao nhiêu tiền cô làm ra đều chảy vào cái túi không đáy ở dưới quê. Tài cán ư? Cô thấy mình chẳng có tài cán gì. Bây giờ biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp, tài ba, giàu có, so với họ cô không là gì. Suy đi nghĩ lại, cô Khuê thấy có một lý do duy nhất để Thuận yêu cô. Đó là Thuận muốn dùng cô để làm bậc thang cho cậu ấy tiến lên con đường vinh quang của mình. Thuận yêu cô vì muốn lợi dụng cô. Cái ý nghĩ đó làm cho cô Khuê không dám chấp nhận tình yêu của Thuận, không dám mở rộng lòng mình. Mặc dù theo thời gian, cô Khuê cũng nhận ra được Thuận yêu cô chân thành, không vụ lợi. Khi đánh rớt Thuận trong cuộc thi vừa rồi, cô Khuê vừa muốn ngăn chặn tính tự phụ của Thuận, đồng thời cô âm thầm muốn nâng Thuận lên một nấc cao hơn. Những bức vẽ của Thuận cô đã làm thủ tục để đưa đi sự triển lãm ở một nước lớn trong thời gian sắp tới. Vậy mà Thuận đã quá nông nổi, vội kết liễu đời mình khi việc đó xảy ra. Cô Khuê nghĩ rằng cái chết của Thuận là do mình. Việc không được chọn đi dự thi, Thuận buồn lắm, nhưng có lẽ không đến nỗi tìm đến cái chết. Chỉ khi biết cô là người đã thuyết phục các thành viên ban giám khảo đánh rớt mình, Thuận mới đau lòng như vậy. Cô Khuê đã đau đớn, đã dằn vặt lòng mình không biết bao nhiêu lần như thế sau khi Thuận chết, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Giờ đây cô Khuê chỉ còn biết mong mỏi vong hồn linh thiêng của Thuận hiểu được lòng cô. Tha thứ hay không tha thứ không quan trọng, nhưng cô muốn Thuận biết cô cũng dành cho Thuận một tình cảm sâu sắc không kém. Chỉ có điều là một tình cảm âm thầm lặng lẽ và điềm tĩnh hơn mà thôi. Ôm lấy bức vẽ của Thuận, nước mắt cô Khuê chảy dài trên má. Không mất nhiều thời gian, Ngọc đã tìm được nơi ở của cô gái, người tha thiết yêu Thuận theo lời kể của cô Khuê. Chẳng những biết nơi ở, Ngọc còn biết thêm một vài chi tiết quan trọng. Cô gái này tên là Bích, là nhân viên một công ty liên doanh với nước ngoài, nhưng mấy tháng gần đây cô đã xin nghỉ việc không rõ nguyên nhân. Hiện nay người quen biết với cô cũng không ai biết cô đang làm gì và có còn ở đó hay không. Có lẽ Bích có cuộc sống khép kín nên những người làm cùng cô đã mấy năm vẫn không ai biết nhiều về cô cả. Khi Ngọc tới, nhằm lúc thang máy của chung cư gặp sự cố gì đó, người ta đang sửa chữa, cô đành phải đi bộ lên tầng 6 của chung cư. Đứng trước cửa căn phòng, một người đã cho Ngọc biết đó là nơi ở của Bích. Ngọc do dự một lúc rồi mạnh dạn gõ mấy tiếng lên cửa. Có tiếng dép liệt sệt. Không lâu sau cánh cửa mở ra, một khuôn mặt trẻ trung ló ra, ngạc nhiên khi trông thấy Ngọc. "Chị tìm ai vậy?" cô gái hỏi. Ngọc mỉm cười xã giao. "Xin lỗi, em có phải là Bích không? Chị gần gặp Bích." Một nét ngạc nhiên thoáng qua trên mặt cô gái, rồi cô vụt trở nên khác lạ, ngó Ngọc chăm chăm. "Chị là ai mà tìm Bích?" Ngọc cười. "Chị là bạn với cô Khuê." Vẻ mặt cô gái đanh lại một cách đáng sợ. Cô mím môi mở rộng cửa. "Chị vào nhà chơi, đứng đây nói chuyện không có tiện." Ngọc bước vào nhà, đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng. Căn phòng nhỏ, đồ đạc có vẻ hơi bừa bộn. 4 bức tường, ngoài một bức tranh vẽ hình cô gái chủ nhà ra, hoàn toàn không được trang trí thêm một vật gì khác. Trên bàn, bên cạnh vỏ chai bia nằm lăn lóc, còn có một chiếc gạt tàn, trong đó chồng chơ mấy cái đầu lọc. Cô gái xinh đẹp dịu dàng thế này mà lại có cuộc sống phóng túng thế sao? Ngọc nghĩ thầm. Cô gái mở tủ lạnh, lôi ra một chai nước lọc, đặt trước mặt Ngọc. "Chị uống nước đi." Ngọc mỉm cười gật đầu. Cô gái nhìn Ngọc và hỏi. "Chị tìm Bích có việc gì không?" Ngọc không vội trả lời mà hỏi lại cô gái. "Em có phải là Bích không?" Cô gái lắc đầu. "Dạ không, em là Hà, chị song sinh với Bích." "Ồ vậy à?" Ngọc kêu lên, vì tình tiết này cô mới được nghe qua. "Bích đi vắng phải không em?" Ngọc hỏi lại. Hà thoáng buồn nói. "Dạ không, Bích đã qua đời rồi." "Bích qua đời? Bao lâu và vì sao?" Ngọc quá đỗi ngạc nhiên, cô hỏi dồn dập. Hà thở dài. "Chuyện dài lắm, mà chị là bạn với cô Khuê, em không biết rằng có nên kể cho chị nghe hay không." Ngọc thẳng thắn nói. "Chị tới đây không phải với danh nghĩa là bạn của cô Khuê, mà tìm tới đây để giải đáp thắc mắc cho chính bản thân của mình em ạ." "Thắc mắc của chính bản thân? Chẳng lẽ chị cũng có mối quan hệ gì với Thuận hay sao?" Hà ngạc nhiên. Ngọc cười. "Không, chỉ là chị biết cái chết của Thuận có chút gì đó hơi vô lý. Chị tò mò muốn tìm hiểu sự thật, chứ chị chưa từng gặp Thuận lúc cậu ấy còn sống." "Chị là nhà báo hay là công an?" Hà nghi ngờ. Ngọc bật cười nói: Em trông chị giống lắm sao? Thật tình chị không phải là báo hay công an gì hết. Chỉ là mà chị nói ra có lẽ em cũng không có tin đâu. Thì chị cứ nói đi. Hà dục. Ngọc gật đầu và nói: Chị chỉ có thể nhìn thấy và giao tiếp được với những người đã chết. Một lần tình cờ chị thấy có một hồn ma đi theo cô Khuê với ý đồ không có tốt. Chị đã tìm gặp cô Khuê, thuyết phục mãi cô mới kể cho chị nghe về cái chết của Thuận. Nhưng chị không thể nói chuyện trực tiếp được với Thuận. Có lẽ Thuận muốn tránh chị. Hôm nay chị tìm tới Bích để câu chuyện được khách quan hơn là chị nghe từ một phía. Nhưng mà em nói Bích đã qua đời rồi. Tự nhiên chị lại nghĩ cái chết của Bích cũng có liên quan dây chuyền tới cái chết của Thuận. Cô gái tên Hà cúi mặt xuống, đưa tay lau dòng lệ đang lăn dài trên má, giọng nghẹn ngào: Chị nói đúng. Cái chết của Thuận, của Bích đều do một tay cô Khuê mà ra. Cô Khuê gây ra? Ngọc ngạc nhiên hỏi lại. Hà gật đầu xác nhận. Tuy cô Khuê không trực tiếp giết người, nhưng chính hành động của cô đã giết chết họ. Chị có biết không, trước kia Bích và Thuận rất thương yêu nhau, tình cảm của họ đang đẹp đẽ thì bỗng chốc tan vỡ vì cô Khuê xen vào. Cô là một người phụ nữ lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm, mà lại là người mà Thuận rất kính mến. Cô Khuê đã dùng mọi mưu mô, địa vị của mình để lôi kéo Thuận, khiến cho Thuận bị mê muội, chia tay với người yêu trẻ trung xinh đẹp, đến với một người phụ nữ đã lỡ thì dung mạo thì không có gì là đặc sắc, lại lớn hơn Thuận rất nhiều tuổi. Chỉ tội cho Bích bị người yêu phụ dẫy, nó vẫn một dạng trung thủy và hy vọng một lúc nào đó Thuận sẽ tỉnh ngộ và quay về. Không ngờ cô Khuê giống như một con hồ ly tinh trong chuyện Liêu Trai vậy. Cô đã dùng mọi áp lực để buộc Thuận phải cưới cô làm vợ. Thuận không bằng lòng. Để cảnh cáo, cô đã nhẫn tâm đánh rất Thuận trong một cuộc thi mà đáng lẽ ra Thuận đủ điều kiện để đạt kết quả tốt. Thuận đã thức tỉnh và cảm thấy có lỗi với Bích. Trước khi tìm đến cái chết, Thuận đã gọi điện cho Bích xin nó tha lỗi và nói lời giã biệt. Chính Bích là người đầu tiên biết Thuận trầm mình. Thuận chết rồi, Bích tìm tới nhà cô Khuê, muốn xin lại tất cả tranh vẽ của Thuận để lưu giữ, nhưng mà cô Khuê nhất định không cho. Cô bảo là cô đã đốt hết rồi. Quá uất ức và thương tâm cho Thuận nên Bích đã nông nổi lại đi vào con đường của Thuận. Ngọc không ngờ sự việc lại diễn tiến theo một chiều hướng khác. Cô không đủ bình tĩnh để suy nghĩ cho thấu đáo lúc này. Ngọc chỉ còn biết nói vài câu an ủi Hà rồi xin phép ra về. Cô cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi. Từ hôm vướng vào vụ này, trong lòng của Ngọc không lấy được một giờ thanh thản. Ngọc bỗng cảm thấy giận dỗi cái linh hồn kia. Nếu nó chịu gặp gỡ và trò chuyện với cô thì mọi chuyện đâu có đi vào rối rắm như vậy. Chỉ một kẻ biết rõ sự thật, đó là linh hồn của chàng sinh viên tên Thuận. Vậy mà anh ta 5 lần 7 lượt né tránh Ngọc. Tại sao lại như vậy? Ngọc muốn buông xuôi, thôi mặc kệ họ, họ yêu đương, tàn nhẫn với nhau thế nào thì cũng đâu có dính dáng gì tới mình. Tội vạ gì mình lại dây vào để nghe trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nhưng suy đi tính lại, Ngọc nhất định không bỏ dở giữa chừng. Nhưng bây giờ, thật sự Ngọc không thể hiểu nổi cái chết của Thuận. Và bây giờ lại thêm Bích, ai là người có lỗi? Cô Khuê là một người phụ nữ đáng thương, hay đúng là người đã gây ra mọi việc như lời kể của Hà? Buổi chiều hôm ấy, từ công ty ra, Ngọc lái xe như vô thức. Cô chạy loanh quanh một lúc, chợt nhận ra rằng mình đã ra tận ngoại ô thành phố từ lúc nào không hay. Bỗng một ý chợt lóe lên trong đầu, cô vội vã quay xe trở về. Vừa bước vào phòng, Ngọc đã lên tiếng: Ngày mai là ngày nghỉ, gia đình mình đi Vũng Tàu một chuyến được không anh? Lâu rồi vợ chồng mình không có đi đâu cả. Tân mỉm cười nhìn vợ: Anh tưởng em đang bị vụ án của con ma đó lôi cuốn rồi, không còn nhớ gì tới ngày nghỉ nữa chứ. Ngọc đấm nhẹ vào lưng chồng, nhưng cô cũng cảm thấy chột dạ về cái ý định dù cả nhà đi Vũng Tàu cũng vì vụ án này. Tân vốn chiều chuộng vợ nên mặc dù công việc ngổn ngang, anh vẫn cố gắng thu xếp để cùng vợ con đi ra biển đổi gió. Hai đứa con của Ngọc, đứa lớn đang học lớp 12, đứa nhỏ cũng đã lớp 10, nên hai vợ chồng không vướng bận gì với con cái nữa. Ra tới biển là chúng nó tự tìm niềm vui riêng của tuổi trẻ, còn lại chỉ riêng hai vợ chồng khi đang trong thời kỳ trăng mật. Tân vốn hiền lành ít nói, tính tình lại đơn giản không một chút lãng mạn nào, nên sau khi tắm táp xong, chơi đùa một lúc, anh rủ vợ về phòng giải quyết một số hồ sơ mang theo. Ngọc từ chối vì cô muốn đi dạo một lúc nữa trên bãi biển. Tân về một mình Còn lại Ngọc đang lang thang trên bãi vắng. Cô nhớ rất rõ Hà đã chỉ cho mình nơi Thuận trầm mình. Chiều nay Ngọc nhất định phải đến đó, hy vọng sẽ gặp được Thuận, vì cô nghe nói hồn người chết trôi luôn quanh quẩn nơi mình chết. Chờ cho chồng đi khuất, Ngọc vội ra đường đón một chiếc xe ôm đến địa điểm Hà chỉ dẫn. Đó là một bãi biển vắng lặng, không có khách du lịch, cạnh đó không có một ngôi nhà nào. Ngọc đi tới đi lui mấy lượt, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống biển. Phía xa, ngoài kia là một chút ánh sáng còn vương vấn lại nơi cõi trần. Ngồi xuống trên một mỏm đá sát bờ biển, Ngọc trầm tư suy nghĩ. Cô thì thầm: Thuận, cái chết của cậu có gì oan khuất? Hiện nay cậu còn điều gì cần giải quyết thì tôi xin cậu hãy chia sẻ với tôi. Tôi hứa sẽ giúp cậu giải quyết mọi việc, để cậu yên lòng siêu thoát đầu thai kiếp khác. Cậu đừng luẩn quẩn trên chốn trần gian này nữa. Hình ảnh người thanh niên tiến chậm chậm ra bãi biển hôm nào trên màn ảnh tivi nhà cô Khuê giờ đây lại hiện rõ mồn một trong mắt của Ngọc. Cô đứng lên quan sát chung quanh. Đúng rồi, mỏm đá này, bờ cây này đúng là hình ảnh mà cô đã trông thấy. Ngọc đứng lên nhớ lại từng chi tiết, rồi cô lần lần bước ra biển, giống như những gì trong đoạn phim kia. Cô kia, cô định làm gì vậy? Bất ngờ Ngọc giật bắn người khi nghe tiếng gọi lớn từ phía sau lưng. Ngoảnh nhìn lại, Ngọc trông thấy một người đàn ông đang tất tả chạy ra. Vừa tới trước mặt cô, ông ta đã vội chụp lấy cánh tay và hất cô ngã rủi xuống bãi cát. Chưa kịp hoàn hồn, Ngọc nghe ông ta mắng xối xả: Cô có điên hay không vậy? Cha mẹ đã sinh ra cô, dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải biết quý sinh mạng của mình chứ. Sao lại có thể hủy hoại một cách nhẫn tâm như vậy được? Ngọc ngơ ngác: Thưa bác nói gì cháu không có hiểu. Ai hủy hoại ai? Người đàn ông chưa hết hậm hực: Quỷ tha mà bắt nhà cô đi. Tôi mà đến chậm một chút giờ đây là cô đã làm mồi cho các mập rồi, có đúng không? Giờ thì Ngọc đã hiểu ra, thì ra người đàn ông này tưởng mình sắp tự tử. Ngọc cười phá lên. Người đàn ông ngơ ngác: Cô vẫn bình tĩnh đó chứ? Hay là thần kinh của cô có vấn đề? Ngọc cố nín cười: Cháu vẫn rất tỉnh táo, cháu đi chơi thôi. Nào có gì mà tự vẫn đâu bác. Bác bị ám ảnh chuyện tự vẫn hay sao? Người đàn ông chăm chú nhìn Ngọc. Quả thật ông ta không bắt gặp một nét buồn khổ sở bơ phờ nào trên gương mặt khả ái của người phụ nữ sang trọng này. Có vẻ bối rối, ông ta mỉm cười: Xin lỗi cô, tôi đã lầm. Tôi cứ tưởng... Bác tưởng tôi đi tự vẫn có đúng không? Ngọc vừa hỏi vừa cười. Người đàn ông gãi đầu: Mong cô thông cảm. Mới có mấy tháng nay mà tôi đã phải chứng kiến mấy cái sự việc không hay xảy ra tại chính cái khu vực này, nên tôi bị ám ảnh thật rồi. Linh cảm tìm được một chút manh mối, Ngọc hỏi lại: Bộ mới đây có người tới đây tự vẫn hay sao bác? Người đàn ông ngồi bệt xuống bãi cát. Giờ cái nón lá đang đội trên đầu ra quạt lấy quạt để, dù gió biển đang thổi lồng lộng. Ngọc lót dép ngồi xuống đối diện người đàn ông, lắng nghe câu chuyện ông ta kể. Cách đây chừng độ 3 tháng, có một chàng trai người Sài Gòn tới đây tự vẫn. Lạ một điều là sau khi chết, xác của anh ấy không bị sóng cuốn đi mà lại dạt vào đúng nơi này. Rồi sau đó không qua lâu, lại có một cô gái tìm đến đây để chết. Tôi chẳng hiểu nơi này có gì đặc biệt, mà ai muốn chết lại cứ tìm tới đây, làm cho dân tình ở đây thêm hoang mang sợ hãi. Nếu mà hôm đó tôi tới trễ một chút thì cô gái đó đã không còn rồi. Vừa nghe tới chi tiết này, Ngọc hỏi lại: Bác nói vậy tức là cô gái ấy chưa có chết? Chưa chết. Mà lạ lắm, hầu như những kẻ tự tử sau khi được cứu sống thì chẳng bao giờ dám tự tử lần thứ hai. Hình như khi đã chạm tới cái chết thì người ta mới thấy rằng cuộc sống này thật là quý giá, dù đó là một cuộc sống cơ cực và đau khổ. Ngọc vô cùng ngạc nhiên khi người đàn ông có vẻ lam lũ chất phác như vậy lại nói những câu đầy vẻ triết lý thế kia. Thế mới biết đâu phải những kẻ ăn học đàng hoàng mới có những suy nghĩ sâu sắc như vậy. Bác, cô gái đó bây giờ như thế nào? Ngọc tò mò hỏi. Người đàn ông thở dài: Hôm đó từ đằng xa tôi đã phát hiện ra một người đang đi dần xuống nước.